Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Laptop World, Thế giới công nghệ. Hôm trước thì chúng ta đã cùng được đi trên tay phiên bản Lenovo Yoga Slim 7 Pro, một cái phiên bản nâng cấp của chiếc Yoga Slim 7 thường này. Và hôm nay thì tất nhiên mình sẽ mang cho anh em một cái phiên bản gọi là thấp cấp hơn một chút. Lenovo Yoga Slim 7 phiên bản 2021 với cái thiết kế màu tím, đấy, trông rất là xịn sò đúng không nào? Và đây là cái màu tím phong lan anh em ạ, nghe tên cũng rất là mỹ miều đấy. Để xem là với chiếc máy này thì chúng ta sẽ có những cái gì có hơn hay là có thiệt hơn ở phiên bản Yoga Slim 7 Pro nhiều hay không, hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn trong video này anh em nhé. Bắt đầu thôi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi qua về thiết kế bên ngoài. Chúng ta vẫn sẽ có một cái vật liệu thiết kế khung vỏ máy làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm rất là cứng cáp như thế này. Tuy nhiên trên cái phiên bản Slim 7 Pro kia, chúng ta sẽ có một cái màu bạc sáng và sờ lên nó rất là ít bám bụi bẩn cũng như là rất ít bám mồ hôi vân tay. Còn với phiên bản màu tím phong lan này thì không anh em ạ. Chúng ta sẽ hơi bị bám mồ hôi vân tay lên một chút. Khi mình cầm lên này tay mình ra mồ hôi khá nhiều. Và mình cầm lên để mình đặt lên một chút in nguyên cái bàn tay này luôn. Phải nói là một chiếc laptop không có cảm biến vân tay nhưng mà lại có khả năng hút dấu vân tay rất là mạnh. Ok, đấy chính là với cái phần thiết kế bên ngoài, chúng ta sẽ có cái vỏ máy, khung vỏ máy làm hoàn toàn bằng kim loại đã rất là cứng cáp rồi. Và trọng lượng của em nó sẽ chỉ có 1,3 kg mà thôi, cũng rất là nhẹ nhàng trong tay đúng không nào. Bản lề của máy thì vẫn thế, vẫn có khả năng mở 180 độ giống như là trên phiên bản Pro. Chúng ta sẽ vào phía bên trong đi. Cái điểm mà cắt giảm đầu tiên đấy chính là với cái màn hình. Và vào phía bên trong này thì sẽ là cái phần màn hình của em Yoga Slim 7. Chúng ta vẫn sẽ có một màn hình kích thước 14 inch, vẫn sẽ có màn hình 16:10 và vẫn sẽ là một chiếc màn hình gương như thế này. Tuy nhiên cái điểm cắt giảm của nó là gì? Ở đây chúng ta sẽ chỉ có là độ phân giải Full HD chứ không phải là 2,8K. Chúng ta sẽ có tấm nền IPS chứ không phải là OLED. Chúng ta sẽ có mức độ sáng là 300 nit chứ không phải là 400 nit. Khá là nhiều hạn chế đúng không nào. Tuy nhiên cái điểm cứu vớt lại đấy chính là chúng ta vẫn sẽ có độ phủ màu 100% sRGB ở trên một chiếc màn hình kích thước là 14 inch và 100% sRGB. Độ phân giải Full HD là tất cả những gì chúng ta cần trong tầm giá khoảng hơn 20 triệu đồng, 25-26 triệu đồng. Bởi vì là trong tầm giá này thì rất là khó để có thể tìm kiếm được một chiếc màn hình khá hơn độ phân giải Full HD và tấm nền IPS đúng không anh em. Hai cái thứ này vẫn là một cái combo rất là hợp trong mức giá thành. Thì em nó được trang bị là Full HD, IPS và 100% sRGB trong ta luôn. Tuy nhiên mức độ sáng nó chỉ là 300 nit mà thôi. Thì nó sẽ hơi hạn chế một chút trong cái khi mà chúng ta sử dụng ở những môi trường ánh sáng mạnh. Đây mình sẽ đẩy mức độ sáng màn hình lên này. Đấy, mức độ sáng này thử nhìn dưới cái đèn quay xem nào. Nó cũng khá là lóa đây anh em ạ, khá là lóa và khá là khó để có thể quan sát được. Đây anh em có thể quan sát này. Mình sẽ nghiêng này. Đó anh em thấy không? Lóa hết luôn, không nhìn được cái gì hết luôn. Thì đấy là một cái điểm hạn chế đầu tiên trên phiên bản thường so với cả phiên bản Pro. Cái điểm tiếp theo ở đây đấy chính là về cấu hình của em nó. Thật ra thì đây cũng không phải là một cái điểm thực sự là hạn chế, bởi vì trên một chiếc laptop văn phòng trong tầm giá này Ultrabook chúng ta sẽ thường sử dụng với những tác vụ văn phòng và cấu hình như thế này là quá mạnh để chúng ta sử dụng vào văn phòng rồi. Nếu mà trên phiên bản Pro chúng ta có thể sử dụng vào nhiều tác vụ hơn như là chiến game này hay là sử dụng vào những phần mềm đồ họa một cách mượt mà trơn tru thì trên máy này nó lại hạn chế hơn một chút. Với chuẩn ở đây sẽ là chuẩn Intel Core i7 và đây sẽ là chuẩn Intel Evo mà thôi, chứ không phải là một cái combo cấu hình nó thực sự là mạnh đi kèm với các đồ họa rời như là trên cái phiên bản kia anh em nhé. Với Intel Evo chúng ta sẽ có một chiếc laptop mỏng nhẹ, cấu hình củng pin trâu và em máy này có thể đáp ứng được rất là tốt cho chúng ta. Với em nó được sử dụng là Intel Core i7 1165G7. Nó vẫn sẽ là 4x8 luồng, tuy nhiên mức TDP của nó sẽ chỉ là 28W điện mà thôi, đấy là tối đa đấy. Mức tiêu thụ điện năng trung bình của nó sẽ là 15W anh em nhé. Và ngoài ra thì cái base clock của em i7 1165G7 này sẽ là 2.8GHz anh em ạ. Đó, đấy chỉ là sơ qua một chút về con CPU thôi. Các đồ họa thì vẫn là Intel Iris Xe Graphics. RAM của máy sẽ là RAM 8GB onboard chứ không phải là RAM 16GB anh em nhé. Và với cái thanh RAM này thì mình không rõ là có thể nâng cấp được không, với bus RAM sẽ là 3200. Và vẫn sẽ có dual channel trong ta thì mình nghĩ là không thể nâng cấp được rồi. Hai thanh RAM onboard thì không thể nâng cấp được. 8GB hiện tại mình thấy là nó cũng khá là hạn chế, khi mà mình bật máy lên nó đã ngốn mất 3,2GB rồi. Và sẽ chỉ còn 4,5GB để chúng ta làm việc. Tuy nhiên nhá, nếu mà sâu chuỗi hết tất cả mọi thứ lại với nhau trên cái combo nó gọi là Intel Evo này, nó hướng về những chiếc laptop văn phòng, chúng ta làm các tác vụ văn phòng, chúng ta có mở lên tới độ 20 tab ROM như chăng nữa nó cũng không thể ngốn được hết 4,5GB RAM. Chúng ta có thể mở thêm cả Excel, cả PowerPoint, cả Word, nó cũng không thể ngốn được hết. Thì mình thấy rằng là khi mà sâu chuỗi lại hết mọi thứ thì mình thấy nó khá là hợp lý, và đặc biệt là nó hợp lý trong tầm giá. Đúng rồi anh em. Và ổ cứng của máy được sử dụng là SSD 512GB. Đó, với cái dung lượng như thế thì mình nghĩ rằng là nếu mà chúng ta lưu nhiều các cái tài liệu Word ấy thì cũng phải vài năm mới hết được cái đống gọi là 512GB này.
Còn để mà anh em muốn lưu thêm nhiều các hình ảnh gia đình những cái thứ nữa thì mình nghĩ là nên đồng bộ lên đám mây hoặc là mua thêm cho nhiều cái ổ cứng. Đấy chính là cái lời khuyên của mình. Chúng ta sẽ cùng đi tới những cái thứ khác xung quanh nữa đi. Tiếp theo thì sẽ là bàn phím của em nó. Với cái phần bàn phím này thì mình cũng không đánh giá quá nhiều, bởi vì cái cảm giác bấm của nó thì nó sẽ khá là giống. Nó khá là giống với cả cái phiên bản Slim 7 Pro chúng ta bấm trên đây, nó khá là êm và nó khá là sướng. Chắc chắn là sẽ có đèn nền cho anh em rồi. Sẽ có đèn nền cho anh em sử dụng trong môi trường thiếu sáng. Đây, anh em có thể quan sát này. Đây chính là cái phần đèn nền của em nó. Toàn bộ chiếc máy này nó là một cái màu tím, và hãng gọi đây là cái màu tím phong lan, nghe rất là phong trần, nghe rất là lãng mạn. Và với cái phần đèn LED này chúng ta cũng có thể tùy chỉnh các mức độ sáng làm sao cho nó phù hợp nhất với các cái môi trường ánh sáng xung quanh của chúng ta anh em nhé. Một cái bàn phím gõ rất là sướng, không có gì phải chê cả. Touchpad thì bị cắt giảm đi, nó cho chúng ta một cái kích thước nó hơi nhỏ gọn hơn một chút so với cả cái phiên bản là Slim 7 Pro. Phiên bản touchpad này thì nó hơi nhỏ gọn một chút. Tuy nhiên thì cái khả năng tracking của nó vẫn khá là mượt. Tracking lướt ở trên này vẫn khá là sướng, lướt êm và mượt, chuẩn xác. Nói chung là không có gì phải chê cả, nó chỉ hơi nhỏ hơn một chút thôi. Và lướt thì nó vẫn rất là êm chứ nó không bị rít tay một chút nào cả. Hai bên cạnh của bàn phím sẽ là hai cái giải loa này, và loa thì không đặt ở đáy máy. Loa không đặt ở đáy máy. Nhãn thín ở dưới luôn, và loa sẽ được đẩy lên trên bề mặt bàn phím cho chúng ta một cái trải nghiệm âm thanh vòm nó được sướng hơn, âm thanh studio thì nó đẩy hai bên vào nghe thích hơn, đúng không nào anh em. Thì với cái phần loa của em máy này chúng ta sẽ có một cái chiếc loa gọi là loa laptop sử dụng để chống cháy, tuy nhiên thì âm lượng của nó cũng khá là lớn cho chúng ta một khả năng trải nghiệm âm thanh ở nhà, tại nhà nó cũng khá là ổn. Còn để mà tốt hơn thì anh em cũng có thể sắm cho mình một con loa máy tính cắm vào cái cổng USB, cắm vào cái jack audio 3.5 ở bên cạnh này để có thể trải âm nhạc được tốt hơn nhá. Loa máy tính thì bây giờ nó cũng khá là nhiều loại, anh em có thể chọn loại rẻ rẻ thôi, tầm độ 400-500 nghìn để có thể nghe nhạc nó được to hơn, được sướng hơn, có bass hơn một chút. Còn chiếc loa ở máy tính thì chắc chắn sẽ không có bass đâu anh em nhá. Người ta gọi là bass không gọi là bass, nhưng mình đọc kiểu phiên âm tiếng Việt thì gọi là bass cho nó dễ, đúng không nào. Rồi chúng ta sẽ cùng đi qua một chút nữa về cổng kết nối của máy đi. Thì cái điểm mà mình thấy nó hơn ở trên cái phiên bản Slim 7 Pro ấy, nó lại hơn ở cái phần cổng kết nối, bởi vì chiếc máy này nó vẫn cho chúng ta một cái độ mỏng như cái phiên bản Slim 7 Pro, nhưng mà nó lại cho chúng ta đầy đủ gần hết các cổng kết nối ở đây. Thế mới hay chứ đấy. Đấy, trên cái phiên bản Yoga Slim 7 Pro chúng ta sẽ chỉ có là 3 cổng USB, 2 cổng Thunderbolt 4 và 1 cổng USB Type A mà thôi. Tuy nhiên thì kết nối nó vẫn là tốc độ cao thì không có gì phải nói quá là nhiều, nhưng mà với cái phiên bản này chúng ta sẽ lại có tới tận là 2 cổng Thunderbolt 4 này, một cổng HDMI full size để xuất hình ảnh trên màn hình rồi này, một jack audio 1.5, như vậy là bên này chúng ta đã có rất là nhiều cổng kết nối rồi. Trong bên này chúng ta sẽ có thêm là hai cổng USB Type A, thêm cả đó là một khe cắm thẻ micro SD, thêm khá là nhiều cái cổng kết nối, đúng rồi anh em. Tại sao cái phiên bản thường nó lại uốn áp hơn phiên bản Pro nhỉ? Cái điểm này điểm khá là lạ. Phải chăng là Lenovo họ đang theo chân Apple, họ lược đi hết các cổng khác để khiến cho cái sản phẩm của mình trở nên cao cấp hơn không? Đây chỉ là một cái phán đoán chủ quan của mình thôi, anh em đừng để ý nhá. Ok, chúng ta sẽ cùng đi đến tiếp một điểm nữa, đấy chính là về dung lượng pin. Thì dung lượng pin trên cái máy này nó lại cho chúng ta một viên pin nó cũng same với cả cái viên pin ở trên cái phiên bản Slim 7 Pro kia. Chúng ta sẽ có viên pin là 4 cell và 60.7 Wh, nó cũng gần same với cả 4 cell 61 Wh vậy. Và chúng ta có thời gian sử dụng khá là trâu, lên tới khoảng 8 tiếng đồng hồ. Bởi vì sao? Thứ nhất, cái chiếc màn hình này nó cho chúng ta một chiếc màn hình nó tiết kiệm điện hơn. Nó chỉ là Full HD IPS và cái mức độ sáng là 300 nit mà thôi, thay vì là 400 nit OLED 2.8K như kia, đúng nào. Thì tiết kiệm điện hơn là cái thứ nhất này. Cái thứ hai thì chính là cái combo cấu hình của em nó. Intel Evo, nó là cái combo Intel Core 7-165 của 7, nó là combo tiết kiệm điện, siêu tiết kiệm điện, cho chúng ta có thể sử dụng mọi thứ trên em máy này trong một khoảng thời gian nó khá là dài ở mức độ sáng trung bình. Bây giờ thì mình đang để mức độ sáng màn hình là 100%, và mình có bật kết nối wifi, mình có vào mình lướt web, mình có xem YouTube trên em máy này, thì em nó cũng có thể trụ được khoảng hơn 8 tiếng, 8 tiếng tới hơn 8 tiếng đồng hồ trên cái viên pin này. Đấy là chúng ta có sử dụng nhá, không phải là chỉ có treo máy đâu, mà mình có sử dụng, mình có sử dụng, mình vào mình làm việc, mình làm mọi thứ. Thì đó, nếu mà chúng ta không sử dụng vào những tác vụ nó quá là nặng thì máy này có thể trụ được khá là lâu. Một cái viên pin mình thấy nó khá là ổn trên những cái dòng Lenovo Legion, Lenovo Yoga Slim. Trên những cái dòng Lenovo Yoga Slim chúng ta sẽ có một cái viên pin nó rất là trâu trên những chiếc Ultrabook, và đó là những cái điểm mà khiến cho mình cảm thấy rất là thích anh em ạ. Màn hình 100% sRGB mình cũng đã thấy rất là thích rồi, bàn phím gõ thích, cấu hình thì Intel Evo thì quá ngon rồi, đúng không nào. Đó là những cái điểm mình thấy nó khá là ngon, thêm cả cổng kết nối nữa. Không biết là cảm nhận của anh em nào về chiếc laptop này nhỉ? Hãy cùng chia sẻ bên dưới phần bình luận của video nhé. Và mình cũng rất hy vọng em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Hãy đừng quên cho mình xin một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để có thể nhận thêm thông báo về những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.